Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì đội tuyển Việt Nam đã có màn khởi đầu như mơ trên đất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với chiến thắng 4 sao trước Indonesia. Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng này cũng đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo phải trả một giá đắt khi mất những cầu thủ trụ cột trong trận đấu quan trọng không kém với Malaysia sau đây 2 ngày, trong đó có Quang Hải vì nhận đủ số thẻ vàng. Tất nhiên, ông thầy người Hàn Quốc cũng sẽ có những tính toán hợp lý để lấp vào khoảng trống mà Quang Hải để lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái tên có thể được huấn luyện viên Park lựa chọn để thay thế tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Trước khi phải ra sân vì chấn thương, Tuấn Anh cùng Quang Hải đã cầm trịch hoàn toàn tuyến giữa và hàng tiền vệ của Indonesia bị lép vế hoàn toàn cả về tranh chấp tay đôi lẫn khả năng chiếm khoảng không. Quả thực, Quang Hải không chỉ tìm thấy ở Tuấn Anh từ những quả đá phạt góc hướng bóng ra ngoài vòng cấm rất có ý đồ. Một trong số đó suýt chút nữa thành bàn thắng ngay ở phút thứ 6 nếu như thủ môn của Indonesia không kịp cứu thua thành công. Sự hoán đổi vị trí, di chuyển trục dọc của trung tuyến giúp cả hai không chỉ kiểm soát khu vực giữa sân mà còn có thể lùi về nhận bóng, tổ chức triển khai theo nhịp độ mong muốn của mình. Với Quang Hải, anh chơi tự do hơn. Cầu thủ mang áo số 19 này thường có những tình huống di chuyển lệch sang cánh phải, tương đương với cánh trái của Indonesia trong hiệp 1. Điều đó buộc đối phương bị hút theo và mở ra những đường lên bóng ở cánh này cho Văn Thanh. Quang Hải với vai trò tiền vệ trung tâm là người kết nối với Tuấn Anh, Văn Thanh, hàng phòng ngự và Tiến Linh nơi hàng tiền đạo. Lúc này, vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam có Xuân Trường, Đức Huy, Trọng Hoàng, Minh Vương và chưa kể đến Tuấn Anh nếu anh kịp bình phục chấn thương. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có thêm sự tranh chấp ở giữa sân, Đức Huy và Trọng Hoàng có thể là sự lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu ông Park muốn tiếp tục kiểm soát bóng, Hoàng Đức hay Minh Vương và Xuân Trường là những cầu thủ đã chơi rất tốt trong vai trò này ở Hoàng Gia Lai, xứng đáng để kỳ vọng. Xét trong nhóm những tiền vệ này, cộng thêm tâm thế, nhiều khả năng đá cửa trên để kiểm soát khu vực giữa sân, nhóm cầu thủ Hoàng Đức, Minh Vương, Xuân Trường hứa hẹn sẽ được tạo điều kiện nhiều hơn để ra sân thi đấu. Trong đó, Hoàng Đức là cầu thủ có tố chất tương đồng với Quang Hải hơn cả, từ cách xử lý bóng bước một mềm mại cho tới những pha dứt điểm từ xa mạnh như búa bổ với độ hiểm hóc cao. Có lẽ điểm mà Hoàng Đức chưa bằng Quang Hải chỉ là độ sắc bén trong những đường chuyền tạo ra cơ hội lớn cho các đồng đội. Ngoài ra, Trọng Hoàng cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Với việc Văn Thanh chơi chói sáng trong trận đấu vừa qua với Indonesia, thì hành lang ở cánh phải ở trận đấu tới với Malaysia nhiều khả năng vẫn sẽ thuộc về hậu vệ của Hoàng Gia Lai. Như vậy, Trọng Hoàng trở lại sau án treo giò sẽ chơi ở vị trí nào? Như chúng ta đã biết, ngoài hậu vệ cánh phải, thì cầu thủ quê gốc Nghệ An cũng đã chơi rất hay ở vị trí tiền vệ. Chính vì thế, đây cũng sẽ là một phương án mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ nghĩ tới. Bên cạnh sự vắng mặt chắc chắn của Quang Hải, thì huấn luyện viên Park Hang-seo còn phải đối mặt với nguy cơ không thể có được sự phục vụ của hai cậu học trò cương nữa là Tuấn Anh và Văn Toàn. Bộ đôi của Hoàng Gia Lai này đều gặp chấn thương trước lối chơi thô bạo của các đấu sĩ Indonesia. Nếu như cả ba trụ cột này đều không thể thi đấu, thì sẽ là một cơn đau đầu không hề dễ chịu cho thầy Park. Nhưng chưa bao giờ, lực lượng của đội tuyển Việt Nam lại dày và chất lượng như hiện nay. Chính vì thế mà người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm trước những toan tính của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Cú vào bóng bằng gầm giày của tuyển thủ trẻ Pratama Ahan Alip ở phút thứ 22 của trận đấu Việt Nam Indonesia đã khiến tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của Việt Nam bị đau và buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải thay anh bằng Xuân Trường ở phút 35. Tuy nhiên, cầu thủ này lại không bị trọng tài rút bất cứ thẻ phạt nào. Chấn thương của Tuấn Anh đã khiến hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam âu lo bởi tiền vệ này vốn đã có những tiền sử chấn thương trước đó. Trong buổi tập tối qua, Tuấn Anh vẫn ra sân cùng các đồng đội, nhưng với những bước chân tập tễnh và với tình trạng hiện tại, khả năng để anh có thể thi đấu ở trận gặp Malaysia là rất khó. Tuy nhiên, cũng giống như vị trí của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại luôn có những sự thay thế chất lượng khác và Xuân Trường hay Trọng Hoàng là những cái tên sáng nước hơn cả. Chúng ta đã thấy số 6 của tuyển Việt Nam đã chơi hay như thế nào sau khi được tung vào sân để thay thế Tuấn Anh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng phát biểu trước khi lên đường sang UAE rằng đội bóng của ông luôn có ít nhất từ 2 đến 3 phương án ở tất cả các vị trí. Những phát biểu trên là hoàn toàn có cơ sở và người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm về tình hình lực lượng của đội tuyển. Tương tự ở trên hàng công, Văn Toàn cũng bị căng cơ và không thể tiếp tục thi đấu. Theo hình ảnh của báo chí tác nghiệp ở UAE, Văn Toàn phải nhờ đến đồng đội cõng lên xe buýt sau khi trận đấu kết thúc. Chưa rõ tình hình chấn thương của cầu thủ quê Hải Dương này như thế nào, nhưng trong trường hợp không thể có mặt ở trận đấu với Malaysia sắp tới, thì Công Phượng chắc chắn sẽ là phương án tối ưu nhất cho vị trí tiền đạo lệch cánh trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cũng vào sân từ hiệp 2 để thay thế cho Văn Toàn, chúng ta đã thấy Công Phượng nguy hiểm như thế nào trước hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng thường xuyên có những pha đi bóng tốc độ và lắt léo, chọc thẳng vào trung lộ, gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Indonesia.
Trong trường hợp không sử dụng cung phượng ngay từ đầu thì huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 như ở trận đấu với Indonesia. Khi đó Văn Đức và Tiến Linh sẽ là cặp đôi chơi cao nhất ở hàng công dưới sự hỗ trợ của hàng tiền vệ 5 người. Rõ ràng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang sở hữu một lực lượng dày và chất lượng chưa từng có ở tất cả các vị trí. Bất kỳ sự vắng mặt đáng tiếc nào cũng có thể đều có những phương án thay thế chất lượng. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan về những thẻ phạt, bởi sau trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết của bảng đấu với chủ nhà UAE. Bài học nhãn tiền của Quang Hải trong trận đấu với Indonesia vẫn còn đó. Và bên cạnh tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trụ cột nữa sẽ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận đấu cuối cùng nếu như dính thêm một thẻ vàng ở trận đấu gặp Malaysia tới đây. Ở trận gặp Indonesia, chúng ta đã không thể có được sự phục vụ của Trọng Hoàng và Đình Trọng. Ở trận gặp Malaysia tới đây là Quang Hải. Và ở màn đối đầu với UAE, Duy Mạnh và Tiến Linh cũng sẽ không thể góp mặt nếu như hai cầu thủ này dính thêm thẻ vàng ở trận gặp Malaysia. Vẫn biết, huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu một tập thể đồng đều và chất lượng, luôn có những phương án thay thế. Nhưng nếu như các cầu thủ không tránh được những thẻ vàng không cần thiết, thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta trước trận chung kết với chủ nhà. Và vì sao lại là trận chung kết? Chúng ta hãy cùng đến với những phân tích về cục diện của bảng đấu trước khi lượt trận áp chót diễn ra sau đây 2 ngày. Nhìn vào bảng xếp hạng, có thể thấy cuộc đua cho chiếc vé trực tiếp duy nhất của bảng G chỉ còn là câu chuyện giữa Việt Nam và UAE. Ở lượt đấu tiếp theo, 3 điểm đã gần như chắc chắn có trong tay đội chủ nhà khi họ chỉ phải gặp Indonesia. Khi đó, UAE sẽ có 15 điểm. Trong khi đó, mặc dù kết quả của màn đối đầu trực tiếp có như thế nào, thì đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ xếp trên Malaysia với khoảng cách ít nhất 2 điểm và cũng gần như chắc chắn ngôi đầu bảng sẽ được định đoạt ở trận chung kết giữa thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và đội chủ nhà. Thực chất, Malaysia vẫn còn cơ hội để chiếm ngôi đầu bảng, nhưng nó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Nếu như Việt Nam thua cả hai trận còn lại, Malaysia thắng cả hai trận trước Việt Nam và Thái Lan, trong khi UAE thua Indonesia và thắng Việt Nam, thì khi đó Việt Nam chỉ có 14 điểm xếp ở vị trí thứ 3, còn UAE và Malaysia có cùng 15 điểm. Nhưng yếu tố chỉ số phụ được tính đến đầu tiên là hiệu số bàn thắng bại của thầy trò huấn luyện viên Tan Chang Hau là quá thấp so với hai đối thủ còn lại. Và khả năng này là gần như không thể, nhất là hy vọng đội chủ nhà sẽ thất bại trước một Indonesia thua kém toàn diện. Và tất nhiên, một chiến thắng trước Malaysia ở lượt đấu tới sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam nắm nhiều lợi thế hơn trong trận đấu quyết định cuối cùng với UAE. Vào tối qua, buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 đã được diễn ra. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giải đáp các câu hỏi của truyền thông về nhân sự, lối chơi và mục tiêu của Việt Nam trước trận quyết chiến với đối thủ. Cá nhân tôi cũng như các cầu thủ hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đấu tới với Malaysia. Bởi vậy, chúng tôi đã làm mọi cách để giúp các cầu thủ tập trung tối đa, tinh thần và thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ, tôi muốn họ thi đấu lạnh lùng, tôi tin họ sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu cuộc phỏng vấn trên sân Al Maktoum vào tối 10 tháng 6. Sau 6 lượt trận, Việt Nam bất bại, giành 14 điểm và chiếm đỉnh bảng G. Malaysia xếp thứ 4 với 9 điểm. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển lần này được tính là lượt về ở giai đoạn vòng loại thứ 2 mang ý nghĩa then chốt nếu cuộc đua vào vòng loại cuối cùng. Bởi giữa họ còn có sự cạnh tranh quyết liệt của chủ nhà UAE, đội đã đánh bại Thái Lan 3-1 để vững vàng vị trí nhì bảng. Khi được đề cập đến kết quả có tính bước ngoặt của bảng đấu kể trên, huấn luyện viên Park cho hay: "Chúng tôi đang ưu tiên tập trung cho trận gặp Malaysia nên chưa có thời gian xem lại. Ở lượt đi, Việt Nam thắng Malaysia 1-0 nhờ tuyệt phẩm của Quang Hải trên sân Mỹ Đình vào tháng 10 năm 2019. Đó cũng là chiến thắng thứ 3 trong 4 cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển từ khi huấn luyện viên Park sang Việt Nam năm 2017. Trận còn lại có kết quả hòa. Tuy nhiên, trong thời gian giải tạm hoãn vì Covid-19, Malaysia đã có nhiều biến động về nhân sự, nhất là việc bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch là Lee Diron, Kasrini, Guilherme de Paula và Mohamadou Soumaré. Đánh giá về việc này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng: "Thực ra ở lượt đi, Malaysia đã có một số cầu thủ nhập tịch. Bây giờ, họ có thêm 3 cầu thủ nước ngoài khác, gồm số 5, số 16 và thủ môn. Như vậy, họ tổng cộng có 4 cầu thủ nhập tịch. Ở trận đấu với UAE, họ đã đá với 5 trung vệ, số 10 đá tiền vệ và số 16 đá tiền đạo. Tôi nghĩ việc nhập tịch, nhất là tiền đạo, sẽ là giúp ích nhiều cho chiến thuật của họ. Các cầu thủ này đến từ Brazil và Congo nên có thể hình khá tốt." Sau Malaysia, Việt Nam còn phải đối diện với một thách thức rất lớn nữa là chủ nhà UAE ở lượt trận cuối cùng ngày 15 tháng 6. Khi được hỏi về việc chuẩn bị thế nào cho trận đấu đó, huấn luyện viên Park nhấn mạnh: "Thực sự,
Bây giờ chúng tôi chưa thể tính đến trận đấu với UAE. Tất cả những gì chúng tôi muốn là dồn sức cho trận đấu với Malaysia. Cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ, chúng tôi đều phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu của mình. Trong khi Malaysia có 8 ngày nghỉ và lực lượng ổn định cho trận đấu trên sân Al Maktoum, Việt Nam đối diện không ít khó khăn về nhân sự. Tiền vệ Quang Hải không thể góp mặt vì thẻ phạt, trong khi Tuấn Anh chấn thương, khả năng góp mặt của Văn Toàn cũng bỏ ngỏ. Bù lại, đội tuyển có sự phục vụ trở lại của Trọng Hoàng, Đình Trọng sau khi hết án phạt. Với việc Quang Hải không thể ra sân ở trận gặp Malaysia vì nhận đủ thẻ phạt, bên cạnh đó, khả năng ra sân của Văn Toàn và Tuấn Anh cũng đang để ngỏ. Chắc hẳn huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những tính toán kỹ lưỡng về nhân sự cho trận đấu sắp tới. Với thể thao VTC, chúng tôi cũng xin phép đưa ra đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam trước trận đấu này. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là người ít khi thực hiện những sự thay đổi trong đội hình, đặc biệt là các vị trí ở hàng phòng ngự. Vì vậy, nhiều khả năng ở cuộc đối đầu với Malaysia tới đây, bộ ba trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh sẽ tiếp tục đá chính. Trong khi đó, vị trí thủ môn của Tấn Trường cũng khó lòng có sự thay thế, trừ trường hợp thủ thành người Đồng Tháp gặp chấn thương. Ở phía trên, việc Quang Hải chắc chắn vắng mặt vì đã nhận đủ thẻ, cùng với khả năng ra sân của Tuấn Anh còn bỏ ngỏ, sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải có sự điều chỉnh khu trung tuyến. Xuân Trường sau màn thi đấu tốt ở trận đấu trước, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trèo cội. Đá cặp cùng với tiền vệ người Tuyên Quang có thể sẽ là Hoàng Đức của Viettel. Trong khi đó, hành lang cánh trái nhiều khả năng Văn Hậu sẽ ra sân từ đầu để gia tăng chất thép, còn cánh đối diện vẫn sẽ thuộc về Văn Hành. Trên hàng công, vị trí mũi nhọn khó lòng thoát khỏi tay Tiến Linh. Hỗ trợ cho tiền đạo này sẽ là Văn Đức bên phía cánh trái. Trong trường hợp Văn Toàn không thể ra sân, thì cánh phải có thể sẽ được trao cho Trọng Hoàng, cầu thủ đã sẵn sàng trở lại sau án phạt. Cũng liên quan tới cuộc đối đầu của đội tuyển Việt Nam và Malaysia, trước trận đấu được xem là đầy duyên nợ này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang phần nào vượt trội đối thủ. Kể từ năm 2012 đến nay, tuyển Việt Nam có 10 lần chạm mặt Malaysia. Chúng ta thắng 8 trận, hòa 1 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận. Đó là thất bại 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thành tích của đội tuyển Việt Nam cũng ấn tượng hơn so với đội bóng cùng khu vực khi chúng ta thắng 3 và hòa 1. Đáng nhớ, trong đó là thắng lợi giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2018, hay gần nhất là chiến thắng trước đối thủ tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Với những ký ức đẹp đó trước Malaysia, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một chiến thắng nữa cho đội tuyển Việt Nam ở lần tái đấu tới đây. Với Malaysia, việc thiếu vắng Quang Hải là một tín hiệu đáng mừng đối với họ. Huấn luyện viên Tan Chang Hoe tự tin Malaysia sẽ đạt kết quả tốt trước Việt Nam nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi thế về lực lượng. Tôi đã xem trận Việt Nam thắng Indonesia, đó thật sự là màn trình diễn ấn tượng khi họ thắng tới 4-0. Rõ ràng Việt Nam giờ rất tự tin, nhưng chúng tôi cũng tập luyện và chuẩn bị tốt trong ít ngày qua. Cầu thủ Malaysia rất háo hức, chờ xung trận và sẵn sàng đánh bại Việt Nam. Ông Tan Chang Hoe mở lời trong họp báo tại sân Al Maktoum. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Malaysia thua Việt Nam 0-1 sau pha lập công của Nguyễn Quang Hải. Nhưng khi tái ngộ tại Al Maktoum ngày mai, Quang Hải không thể thi đấu vì đã lĩnh đủ thẻ phạt. Huấn luyện viên Tan Chang Hoe xem đây là một tin vui cho Malaysia. Ông chia sẻ, Quang Hải xuất sắc và đóng vai trò quan trọng trong cách chơi của tuyển Việt Nam. Vì thế, việc cậu ấy vắng mặt thật sự là tin tốt cho Malaysia. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam luôn chơi tốt và rất khó lường. Malaysia vì thế vẫn phải sẵn sàng và tập trung cho mọi khoảnh khắc. Sau khi thua UAE 0-4 hôm 3 tháng 6, Malaysia chỉ còn một cửa và vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trở thành một trong 5 đội nhì bảng có thành tích cao. Nếu thắng 2 trận còn lại gặp Việt Nam và Thái Lan, đồng thời chờ UAE hạ Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 15 tháng 6, Malaysia sẽ đứng nhì bảng với 15 điểm sau khi trừ 6 điểm giành được từ đội bét bảng Indonesia. Malaysia còn 9 điểm đủ để hy vọng khi so với các đội nhì bảng còn lại. Dù chỉ hòa 1 và thua tới 4 trận trong 5 trận gần nhất gặp Việt Nam, song huấn luyện viên Tan Chang Hoe tin rằng Malaysia có thể khiến đối thủ bất ngờ. Sau khi thua UAE, chúng tôi đều hiểu trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam rất quan trọng, đóng vai trò bước ngoặt tới cục diện bảng đấu. Mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng thử nghiệm nhằm tìm ra những nhân tố và chiến thuật tốt nhất để đấu Việt Nam. Tôi tin mình đã tìm được một đội hình xuất phát phù hợp bên cạnh những mảng miếng chiến thuật cần thiết để đội đạt kết quả tích cực. Tôi cũng biết kết quả đối đầu Việt Nam gần đây đang không ủng hộ Malaysia, nhưng tôi tin cầu thủ của mình đủ sức làm họ ngạc nhiên khi tái ngộ ngày mai. Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Việt Nam vào tối nay, Malaysia sẽ đối đầu Thái Lan vào ngày 15 tháng 6.